Mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi chuyên đề yoga chữa đau mỏi cổ, vai, gáy, tê tay, khó ngủ và mất ngủ cùng với Kim Toàn nhé. Bài tập ngày hôm nay là bài tập của buổi thứ 3 và là buổi cuối cùng. Và Kim Toàn sẽ tập luôn cùng với các bạn, và quan trọng là các bạn lắng nghe cái sự chia sẻ của Kim Toàn nhé. Đặt tay nâng cao vai lên. Rồi, cố gắng đẩy giãn cổ khớp vai của mình lên trên. Trong buổi của ngày hôm nay thì Kim Toàn sẽ dùng từ hơi mạnh lên một chút, có nghĩa là sẽ sử dụng ngôn từ hơi gắt một chút, để có thể các bạn sẽ có một cái góc nhìn khác về cái việc là ăn uống quan trọng thế nào cho tới cái việc là chăm sóc sức khỏe, chứ không phải là cứ ăn cái gì là cũng khỏe mạnh nhá. Trước đây thì chúng ta chỉ cần có cái miếng ăn là tốt rồi, nhưng bây giờ thì ăn cái gì để có thể chữa được bệnh, ăn cái gì vừa phải để có thể phòng và tránh bị bệnh tật. Và sự thực thì những năm gần đây đấy, người Việt của chúng ta bị các bệnh rối loạn chuyển hóa không lây rất là nhiều. Bệnh nặng nhất là ung thư, nhẹ hơn là tiểu đường, huyết áp, gút mỡ máu, tai biến đột quỵ, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và các bệnh về xương khớp nhiều vô cùng luôn. Động đâu cũng thấy nguyên nhân chính chủ yếu là do chúng ta làm sao nhỉ? Ăn uống không biết lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp, dẫn tới là chúng ta bị bệnh. Rồi, Kim Toàn sẽ lấy một vài cái ví dụ và kể những cái câu chuyện để các bạn hình dung là trong quá khứ có những cái điều đó và hoàn toàn có thật nhé. Rồi, buông tay của mình xuống, xoay đầu sang trái, cúi nhẹ đầu xuống. Trước đây đấy, ở những cái độ tuổi mà tầm khoảng 40 trở lên, bây giờ là Kim Toàn 44 tuổi, mà trước đây ở độ tuổi 40 trở lên đấy, các bạn giữ thật tĩnh nhá. Bây giờ là năm 2024, cái thời kỳ đó đấy, xã hội vẫn còn khó khăn lắm so với những mặt bằng chung. Mặt bằng chung nhá, thì vẫn rất là khó khăn. Và mọi người để có thể có được miếng cơm manh áo, no bụng thôi, đã là cái điều rất là khó rồi, không hề dễ dàng. Và cái định nghĩa giàu nghèo khi đó cũng rất là đơn giản. Hầu như chúng ta chỉ cần có ăn được no bụng và có chỗ chui ra chui vào thì đã là nhà cửa gọi là khá giả rồi, có củ ăn củ đẻ rồi. Chưa nói đến chuyện là có những cái bữa ăn thật cải thiện nhé. Nhưng bây giờ thì khác rất là nhiều. Chúng ta có củ ăn củ đẻ, thậm chí là ăn uống khá là thoải mái. Các bữa nhậu gần như là triền miên. Nhưng trước kia thì chúng ta chỉ là đói ăn thôi. Và trông có vẻ là không được đẹp, không được tươi. Nhưng bây giờ thì rõ ràng chúng ta béo, chúng ta tốt. Chúng ta trông có vẻ rất là mướt mát. Rồi đổi bên, nhưng lại bị rất là nhiều bệnh. Và cái từ khóa mà ngày xưa chúng ta nghe rất là nhiều nhá, đó là suy dinh dưỡng. Tuy nhiên suy dinh dưỡng thời đó đấy là những người đói ăn và gầy yếu. Bây giờ thì cũng có nhưng không đáng kể, chủ yếu là bệnh tật và khó tăng được cân thôi, chứ không phải là đói ăn mà gầy quá, không đến mức độ đó đâu. Kể cả những cái vùng mà xa xôi hải đảo hay là núi cao, đèo cao núi cao ấy, những cái vùng núi xa xôi đấy thì cũng không đến mức độ thiếu ăn như vậy. Hầu hết mọi người sản xuất lương thực thực phẩm khá là dễ dàng, thành ra là nhiều đồ ăn lắm, có đúng không? Và thời kỳ đó thì thời kỳ trước ấy, suy dinh dưỡng thì là suy dinh dưỡng thể đa chất, có nghĩa là ăn thiếu thức ăn, đường, mỡ, đạm. Nhưng bây giờ thì có một từ khóa khác, đó là suy dinh dưỡng thể vi chất, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu dần dần nhé. Suy dinh dưỡng thể đa chất là gì và suy dinh dưỡng thể vi chất là gì? Đa chất ấy, đó là các loại thức ăn, thực phẩm hàng ngày mà chúng ta ăn vào người, bao gồm các loại tinh bột đường, rau củ quả. Bao gồm các loại tinh bột đường, rau củ quả nhé, rau củ quả ngọt. Thì đấy chính là đường. Thứ hai là đạm. Đạm thì chúng ta lấy từ tôm, cua, cá, thịt và các loại đậu, hạt có đạm. Đó là đạm động vật và đạm thực vật. Ngoài ra thì chúng ta ăn mỡ. Mỡ có thể đến từ động vật hoặc là đến từ làm sao? Quả bơ, dầu ô liu. Thôi buông qua lại, đan 10 ngón tay vào nhau, đổ dạp người về trước, căng và tĩnh nhá. Và chúng ta ăn cân bằng như vậy đấy, mà ăn đầy đủ thì chúng ta sẽ không bị suy dinh dưỡng, có nghĩa là không bị gầy tong teo. Nhưng bây giờ đây thì chúng ta ăn uống rất là đầy đủ những cái loại thức ăn thực phẩm đó, thậm chí là còn nghiện những cái loại thức ăn thực phẩm đó nhá. Cụ thể là có rất nhiều người bị gút do ăn thừa đạm trong thời gian quá là dài.
có thể là đạm động vật hoặc đạm thực vật, chủ yếu là ăn thừa đạm động vật là chính thôi. Đạm thịt đỏ đấy, các loại động vật bốn chân như là bò, heo, dê, ngựa, chó, thậm chí là cả mèo, chúng ta ăn nhiều quá và dẫn tới là làm sao nhỉ, chúng ta bị gút. Còn đối với nữ giới, gút thì đa phần là nam giới bị thôi, còn nữ giới thì đa phần là bị tiểu đường. Các bạn ăn quá nhiều thừa các đồ tinh bột, đồ ngọt, các loại tinh bột mà rán hoặc là nướng hoặc là xào, có thể là các loại bánh ngọt, xong sau đó là những cái loại rau củ quả chúng ta ngọt ngọt đấy, chúng ta rất thích ăn những cái đồ ngọt. Không phải vì mình đam mê đâu, mà là do cái cơ thể, cơ tạng của nữ giới là tích mỡ. Chính vì tích mỡ cho nên là các bạn làm sao sợ cái da mình xấu, thành ra là chúng ta rất thích ăn những đồ ngọt để cho da nó căng, nó mịn, nó nhiều nước trong nó ướt áp, hơi béo tí trong da nó sáng. Tuy nhiên thì đấy là công thức thôi nhá, còn thực tế thì trong cơ thể của chúng ta thì bài 2 các bạn biết rồi đúng không, cơ của chúng ta bị khô. Và khô lý do là ở cái độ tuổi đấy, tầm khoảng cái lượng nước trung bình ở trong cơ thể chúng ta nhá. Thôi buông tay, tôi lặp lại từ đầu à. Đan 10 ngón tay nhau, nâng cao, động tác rất là đơn giản, miễn là đạt hiệu quả là được, không cần phải tập những động tác phức tạp làm gì cả. Nâng cao vai lên. Ở cái độ tuổi mà chúng ta từ 1 tuổi cho tới tầm khoảng 7-8 tuổi đổ lại thì cái lượng nước ở trong cơ thể chúng ta chiếm tầm khoảng 70%. Và ở độ tuổi trưởng thành thì lượng nước chỉ còn lại khoảng 60% thôi. Tuy nhiên thì ở độ tuổi mà trung và cao tuổi thì lượng nước ở trong cơ thể chúng ta chỉ còn tầm khoảng trên dưới 50%. Và lượng nước càng mất đi nhá, nhiều thì cơ của chúng ta càng bị khô và càng bị dai, có đúng không? Thì các bạn hình dung bây giờ một cái ổ khớp vai của mình nó có ba sợi cơ nhá, đấy là ví dụ. Thì một sợi thì không dùng tới mấy, ít dùng lắm, thành ra nó bị teo cơ và nhẽo nhá. Sợi thứ hai thì chúng ta dùng nhiều quá, dẫn tới là to, nó phồng to lên giống như bình thường. Và sợi thứ ba thì đói ăn nhá, chúng ta chẳng tập luyện gì cả, thành ra là không đưa được đều nhiên liệu tới những cái bộ phận đó. Và đói ăn thì nó khô theo kiểu mệt mỏi. Vậy thì để có thể giữ ổn định cái ổ khớp của chúng ta ở đúng vị trí thì cần phải có 3 sợi cơ. Nhưng bây giờ một sợi thì rão, một sợi thì đói ăn, một sợi thì bị khô cơ. Vậy thì điều gì xảy ra nhỉ? Cái xương, cái khớp của chúng ta sẽ không được ở đúng vị trí nữa, mà sẽ dẫn tới là xô lệch. Đây là điều thực tế nhá, hoàn toàn thực tế. Ở trong các khóa huấn luyện viên yoga trị liệu thì Kim Toàn giảng dạy rất là kỹ, có những bài giảng dài đến 3 tiếng. Có lẽ là các bạn không quá quan tâm đâu, nhưng sự thực là có hiệu quả nhá. Và đo lường được hết rồi, đo lường được hết, hàng ngày Kim Toàn vẫn dạy các cụ mà, dẫn dạy các cô chú anh chị, cả lớp PT lẫn lớp cộng đồng. Thôi buông tay, tiếp tục xoay đầu sang trái, cúi đầu xuống, rồi tĩnh nhá, khóa chặt tĩnh, đúng rồi. Và ổ khớp của chúng ta bị xô lệch thì chắc chắn là sớm hay muộn cái lớp sụn ở cái ổ khớp đó sẽ bị bong chóc ra và vỡ, trôi đi lung tung, và rồi thì lộ cái lớp xương non ra, cái lớp xương non nhá. Và rồi lâu ngày thêm một chút nữa thì cái lớp xương đó sẽ bị làm sao, thoái hóa và mọc gai. Vậy thì chắc chắn là tổn thương rồi. Nhưng giải pháp chữa thì hầu hết chúng ta thực sự có một điều như thế này: đa phần chúng ta không phải là người không thông minh đâu, không phải là ít hiểu biết hay là kém hay là lười đâu, mà do hầu hết chúng ta là không được sinh ra ở những thành phố lớn, không có cơ hội chạm tới những người có chuyên môn tốt, ví dụ giống như Kim Toàn. Thành ra là các bạn chỉ biết được những cái điều xung quanh khu vực các bạn mà sống thôi. Ai đó bảo gì thì mình làm đó, đau đâu đó thì mình chữa đó thôi, chứ mình cũng chẳng biết là có những cái giải pháp rất tốt mà đơn giản vô cùng hiệu quả. Thành ra là các cụ có câu là có bệnh thì vái tứ phương, và mình cứ trải nghiệm thôi. Trải nghiệm mình thấy cái này hợp thì chúng ta dùng vài bữa nó lại đỡ đau, xong đó lại đau lại thì mình lại trải nghiệm sang cái khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thì cuối cùng mình chốt một câu là hợp thuốc. Thôi đổi bên. Hợp thuốc có nghĩa là chúng ta thấy cái gì nó phù hợp thì chúng ta cho rằng là tốt, và mình bảo rằng là khỏi là do hợp thuốc. Nhưng thực ra không phải nhá. Không phải là chúng ta hợp với cái thuốc đó, mà cái thuốc đó có phù hợp với cái bệnh của chúng ta không, hay là cái thức ăn, cái thực phẩm đó, cái cách đó có phù hợp với cái bệnh lý của chúng ta không, chứ không phải là cái thuốc đó nó hợp với cơ địa, cơ tạng của chúng ta, có đúng không? Và rồi thì chúng ta để lỡ mất cái thời điểm vàng để xử lý vấn đề.
Kim Toàn trong những năm giảng dạy đấy, gặp rất nhiều người ở cái độ tuổi tầm 30-40 tuổi thôi, trẻ lắm, nhưng đã bị hỏng các đốt sống cổ, đau vai gáy, khó ngủ, mất ngủ, thậm chí là tiền đình. Một năm có thể là nhập viện đến tầm 3 tháng nhá. 3 tháng không phải một lần đâu, 2 đợt hoặc là 3 đợt để mà chữa trị các cái vấn đề liên quan đến rối loạn tiền đình và thoái hóa đốt sống cổ. Tội nghiệp cực kỳ luôn. Vừa đã không có tiền rồi, lại không may mắn sinh ra ở những cái vùng miền mà không được văn minh, ít có cơ hội học tập, cộng với là cái kỹ năng vận động của mình rất là kém. Và nhiều khi là đúng thực sự là các cụ có câu là giàu sang phú quý mà thôi buông qua lại. Chúng ta trái sang ngang này, nghiêng người nhá, nghiêng căng càng ngang càng tốt. Khi mà giàu thì sẽ có thể là sẽ sang, giàu thì có thể sẽ sang nhá, nhưng cũng chưa chắc đã sang đâu. Nhưng mà nghèo thì thực sự là hèn đấy. Và thường những người nghèo thì Kim Toàn không bảo các bạn nghèo, mà trong những cái năm mà Kim Toàn làm việc thì Kim Toàn nhận thấy rằng là thực sự có rất nhiều người nghèo, họ đắn đo cực kỳ luôn. Đắn đo là thầy ơi, tôi bị cái vấn đề như vậy, tha thiết khẩn thầu lắm, khẩn thiết lắm. Nhưng khi bảo rằng là tập với thầy một tháng có 500.000 thôi để làm quen đã, để tiếp cận từ từ. Điều kiện mình không có thì mình làm như vậy, không có khó gì cả. Tính ra là tập từ thứ 2 đến thứ 7 mà 500.000 một tháng thì có 20.000 một buổi tập, rẻ vô cùng luôn. Nhưng mà họ cũng cảm thấy rằng là không xứng đáng để mình bỏ ra. Và mình cảm thấy rằng là mình bỏ ra để mua thuốc thì sẽ thấy hợp tình hợp lý hơn, đúng không? Thôi đổi bên. Căng, hợp tình hợp lý hơn. Thì người nghèo mà dưới cái góc nhìn chuyên môn của Kim Toàn về sức khỏe đấy, thì Kim Toàn có thể tổng kết như sau nhá. Thứ nhất là các bạn nghèo về vật chất. Thứ hai là các bạn nghèo về tư duy. Và cuối cùng là các bạn không may mắn tiếp cận được sớm với những cái nguồn văn hóa tri thức tốt về chăm sóc sức khỏe chủ động, dẫn tới lâu ngày quá là chúng ta không có tự tin, không có niềm tin vào rằng là có những cái phương pháp tốt như vậy tồn tại trong cuộc đời. Mình cứ nghĩ rằng là ốm thì thôi ra đi bác sĩ có trách nhiệm chữa cho mình, chứ người bình thường chữa làm sao được, có đúng không? Người bình thường tầm thường lắm, làm sao có những cái kiến thức để chữa bệnh. Các bạn có để ý thấy rằng là các cụ trước đây rất là giỏi không? Các cụ chế ra những cái loại thuốc xoa bóp đau mỏi thì chế ra và bóp cho nhau, có đúng không? Các cụ chế ra những cái viên thuốc cảm được làm từ rau củ quả hột hạt. Trong trường hợp chúng ta sốt cảm cảm đấy, toàn uống cái loại thuốc đó thôi. Đó. Và trong trường hợp các cụ mà bị chảy máu, vết thương tất nhiên là nhẹ, thì là có những cái loại lá cây để mà cầm máu. Đau bụng cũng vậy, thậm chí là cả làm sao ăn cả rau ngót để giúp cho làm sao cái quá trình mà mình đào thải những cái độc tố trong cái quá trình mà mình mang thai, mình đẻ xong rồi đấy, để đẩy ra ngoài, tốt hơn rất nhiều những cái loại thực phẩm chức năng hoặc là thuốc, có đúng không? Thôi. Như cái thời đại hiện đại bây giờ đấy, đàn tay bẻ cong, cái chúng ta được học thì rất là nhiều, nhưng cái kiến thức để chủ động chăm sóc cho bản thân thì hầu như chúng ta không được học. Xã hội họ không dạy mình, ai cũng có thể chủ động hoàn toàn như vậy thì còn gì là kinh tế thị trường nữa. Và rồi người nghèo cũ ấy thì có lẽ là chỉ dừng lại ở là khó khăn thôi, khó khăn về đường ăn uống thôi, vì lúc đó là kiếm ăn nó khó. Nhưng mà về chăm sóc sức khỏe chủ động thì khá là ổn. Thậm chí là cái hệ thống, các bạn có biết rằng là có một cái hệ thống y tế dự phòng gọi là trạm xá đấy, rất là nhiều trên toàn quốc luôn, cực kỳ nhiều luôn, tỉnh thành nào cũng vậy, có rất là nhiều, có lẽ là có đến hàng nghìn trạm xá khác nhau ở khu vực khác nhau cơ. Nhưng bây giờ đây đấy thì chúng ta lại không quan tâm và không tin vào trạm xá nữa. Chúng ta chỉ cần là chờ đến khi bệnh rất là nặng, bệnh cực kỳ là nặng rồi nhá, thì chúng ta bắt đầu mới tìm đến bác sĩ tuyến trên. Còn khi nhẹ nhẹ đấy thì chúng ta không tìm tới trạm xá, không tìm tới y tế dự phòng, không tìm những cái cách để chủ động chữa cái bệnh mà ở cái mức độ nó rất là nhẹ. Chờ đến khi rất nặng rồi thì chúng ta vẫn bắt đầu làm sao nhỉ? Cũng quyết định đi viện thì lỡ mất cái cơ hội vàng xử lý vấn đề rồi. Và bệnh của chúng ta thì phải chữa mất rất nhiều tiền, thậm chí là còn để lại những cái hậu quả rất là lớn. Thôi. Rồi, thế lưỡi câu ngồi, chụm hai chân vào nhau. Và cái thế hệ người nghèo mới bây giờ đấy còn tệ hơn người nghèo ngày xưa rất là nhiều. Thế lưỡi câu ngồi nhá. Người nghèo mới bây giờ thì các bạn chỉ có biết làm việc thôi và biết kiếm tiền thôi.
đến cái việc mà nấu nướng chăm sóc bản thân nghe chừng nó cũng còn không phải là dễ dàng đâu nhá. Ai mà làm được cái điều đó cũng rất là giỏi đấy. Và các cái việc chăm sóc bản thân khác thì lại càng không biết, cái gì cũng phải nhờ, cắt tóc cũng phải nhờ, giặt quần áo cũng phải nhờ, đúng không? Thậm chí là cái điện thoại mình muốn gọi mình cũng phải nhờ, nhiều thứ rất là phải nhờ người lắm. Điện nước trong nhà cũng phải nhờ, xây nhà cũng phải đi nhờ người khác. Các cụ ngày xưa đến cả nhà các cụ còn xây được cơ mà, chứ nói chi để đến những cái việc lặt vặt, đúng không? Và rồi chúng ta nghèo bây giờ không phải là chúng ta đói ăn, mà là chúng ta thiếu kiến thức, thiếu mất cái cơ hội tốt để chạm tới những cái điều tuyệt vời. Nhiều khi đấy là còn lỡ lần chồng chất nữa cơ. Mặc dù nhà vẫn là rất là to, xe vẫn rất là đẹp, còn các cụ ngày xưa nợ không đáng kể đâu, đúng không? Còn bây giờ chúng ta nợ nhiều lắm. Và nghèo là chuyện đương nhiên. Mà cho dù các bạn có tự tin trong việc mình giàu có về mọi mặt, so với mặt bằng chung của xã hội, hay là so với cái thế hệ trước của gia đình mình, thì mình cũng quên mất điều rằng là thật tĩnh nhá, thật chắc, thật chặt chẽ, chất lượng sức khỏe của chúng ta so với các cụ ngày xưa tệ hơn nhiều. Có thể là tuổi thọ chúng ta tăng cao, tuổi thọ tăng cao là điều không thể bàn cãi rồi, chắc chắn là tăng cao rồi, mặt bằng chung là như vậy. Nhưng để khỏe mạnh được thì không hề giống ngày xưa nhé. Ví dụ trước đây chúng ta chỉ có các bệnh liên quan đến sức khỏe thôi, nhưng bây giờ thì chúng ta có rất nhiều bệnh liên quan đến tinh thần và các bệnh cơ quan nội tạng cực kỳ nhiều. Việt Nam chúng ta bây giờ đang đứng top thế giới, trong top 3 đấy, là các bệnh rối loạn chuyển hóa không lây, đặc biệt là ung thư. Con số rõ ràng và nhiều đến như vậy. Và thường thì một năm có tầm trung bình khoảng 200.000 ca, 200.000 ca nhé, các bệnh liên quan đến tim mạch. Rồi, buông lỏng nhổm dậy, dựng cái chân trái lên, vặn người. Và rồi chúng ta không chỉ nghèo do bị lợ tiền, do bị làm sao nhỉ, khó khăn về đa chất hay vi chất, mà chúng ta còn làm sao nhỉ, bị hạn chế và giảm cả sức khỏe của mình xuống so với mặt bằng chung. So với mặt bằng chung nhá, tại vì Kim Toàn lao động và làm việc rất nhiều năm thì Kim Toàn để ý cái điều đó. Những cái điều thực sự mà đáng quan ngại ở đây này, kể cả các bạn có tiền hay không có tiền, nhưng các bạn không sẵn sàng chi trả vào cái việc là chăm sóc sức khỏe cho bản thân của mình. Các bạn có thể là bỏ tiền, nhịn ăn một vài bữa, hoặc là ăn uống thanh đạm, tuần toàn. Có lẽ là tháng này góp được nửa chỉ vàng thì chúng ta lại cố gắng ăn uống thanh đạm vài bữa, hoặc là thiếu chất vài bữa để cóp thêm được 100-200 nghìn. Nhiều khi còn đi vay thêm hàng xóm để cho đủ một chỉ hoặc nửa chỉ. Tiết kiệm quá, đúng không? Trong khi đó thì chúng ta lại dùng cái số tiền tiết kiệm đó mua nhà, mua xe, mua quần áo đẹp, mua các vật dụng dùng để thể hiện cái sự thành công, thành đạt của mình. Có đúng không? Và chúng ta thì cứ nghĩ rằng là mình là giàu có, nhưng sự thực là mình đang rất là nghèo. Tại vì mình đang nợ. Và cái sản phẩm mà chúng ta đang mua đấy, có thể là chiếc xe máy đẹp, chiếc ô tô đẹp, cái nhà đẹp, nhưng mà tiền trong đó thì trong túi thì không có mà tiêu. Không có nhá. Và các bạn có thể cũng có thể tham gia các tôn giáo hoặc các đảng phái chính trị, hay chỉ là các cơ quan doanh nghiệp sở mỏ, họ dạy mình rất là nhiều thứ. Mình thường nói rằng là nhá, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn trái đất, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho thấy mình vẫn còn được an vui. Mình cả cảm ơn và biết ơn rất là nhiều thứ. Nhưng mình không biết một điều rằng là cái bộ xương của mình ấy đang lao động và làm việc miễn phí cho mình hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ, hàng quý. Và chúng ta đang học tất cả kiến thức, thậm chí là học cả những cái ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, học tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Tây. Nhưng có mấy khi các bạn học cái ngôn ngữ của bộ xương các bạn đâu, để có thể mà đau được cổ vai gáy, tê tay khó ngủ mất ngủ, thì cần một cái quá trình rất là dài. Và mỗi quá trình đó thì bộ xương luôn luôn nhắc nhở chúng ta bằng ngôn ngữ của nó. Ví dụ như con chó bây giờ, nó muốn nói chuyện với chúng ta, nó muốn thể hiện cái tình cảm với chúng ta, thì nó phải làm sao nhỉ? Ngoái 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 cái đuôi, có đúng không? Con mèo thì nó phải chạy đến, nó cọ cọ người chúng ta. À thì chúng ta hiểu ra rằng là nó đang muốn làm sao kết nối với mình. Nhưng chúng ta không biết được rằng là cái bộ xương của chúng ta
nó có cái tiếng kêu cục 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 ở cái ổ khớp vai đấy. Thôi Buông, đổi bên nhá, hạ chân trái dựng chân phải lên. Văn tiếp đổi bên. Cái tiếng kêu cục 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 đó là cái triệu chứng gì? Thì buổi trước Kim Toàn cũng chia sẻ khá là nhiều rồi đúng không? Đó là khi mà cái ổ khớp đó thiếu khoảng 10% cái lượng dịch tiết ra hàng ngày. Giả thiết mỗi ngày tiết ra được 1 lít dịch để làm trơn tru cái ổ khớp đó, nhưng bây giờ chỉ tiết được 90ml thôi. Và tiếng kêu cục cục là phát ra từ đó. Đó là cái mức độ nhẹ nhất nhá. Nhưng chúng ta thì chả ai bảo chúng ta biết cái điều đó. Họ giấu mà, xã hội họ giấu. Chúng ta mới biết thì chúng ta khỏe mạnh thì họ làm sao bán được hàng. Trước đây các bạn có để ý thấy rằng là học ấy, học tập thì một chữ thầy, hai chữ thầy nó mang cái màu sắc gì đó thực sự là không hề đơn giản, uy tín lắm và thần tượng lắm, thậm chí là trọng vọng lắm, thầy cô mà. Thì tương tự như vậy, cái ngạch bác sĩ mọi người cảm thấy rằng là rất là thôn thờ những con người như vậy. Ngạch nhà giáo cũng vậy, ngạch nhà giáo cũng vậy nhé. Và Kim Toàn trước đây dạy võ thuật cũng tương tự như vậy. Nhưng bây giờ thì thực sự là họ làm kinh tế, chứ họ không trao đi như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì đúng là có cái thói quen và cái tư duy, thậm chí là những cái lối sống, cái cách suy nghĩ rất là đặc biệt. Nhưng bây giờ thì học tập là phải có tiền thì mới học tập được những cái kiến thức tốt, có đúng không? Và bác sĩ cũng vậy thôi. Các bạn mà không có tiền thì họ cũng chẳng giúp được gì các bạn. Bản thân các bạn phải tự giúp các bạn. Thôi Buông, quay lại. Dừng hai chân thế cái bàn này. Rồi, trong trường hợp chúng ta đau vai gáy quá nhá, thì hạ cùi chỏ xuống, đẩy cái hông của mình lên. Đúng rồi, các bạn ngửa cái đầu ra, nhẹ nhàng thôi. Còn Kim Toàn sẽ gập cái đầu lên để chia sẻ cho rõ. Và sự thực tình người nghèo ngày xưa đấy thì chỉ là thiếu tiền một chút thôi và thiếu ăn. Còn người nghèo mới bây giờ đấy, rõ ràng chúng ta đang sống trong một lượng kiến thức rất là lớn, nhưng mà chúng ta lại thiếu kiến thức. Chúng ta thiếu cả những cái cơ hội tiếp cận những cái loại kiến thức văn minh vì chúng ta bảo thủ. Ngoài ra thì chúng ta lại lợ rất là nhiều vì chúng ta bị thị trường đang thao túng cái thói quen sinh hoạt của mình. Và cuối cùng kết quả là chúng ta không chỉ nghèo về tiền bạc, nghèo về kiến thức, nghèo về các cái mối quan hệ xã hội, mà đặc biệt là nghèo về sức khỏe, chất lượng sức khỏe nhé. Thì cái điều này thì khỏi bàn cãi rồi. Ai cũng có thể nhìn nhận thấy điều đó. Ai cũng mong muốn rằng là sống thì phải sống lâu, sống thọ. Nhưng khi mà lỡ như cái tuổi thọ của mình hết ấy, thì mình ra đi làm sao thật nhẹ nhàng. Nhưng sự thực hiển nhiên trước mắt nhá, đúng là tuổi thọ của chúng ta tăng lên rất là cao, nhưng chất lượng sức khỏe thì lại rất là tệ, từ thể chất cho tới tinh thần rất là tệ. Và đây là một cái ngành công nghiệp, một ngành công nghiệp nhá. Kim Toàn lấy ví dụ luôn những cái đất nước bên cạnh chúng ta, đó là nước Nhật. Hiện tại bây giờ thì ở quốc gia đó thì người già rất là nhiều, và người già đi làm là chuyện đương nhiên, hiển nhiên, chứ không như người già mới ở đất nước chúng ta nhé, đã đến tuổi là nghỉ hưu, còn họ có lẽ là 70 tuổi vẫn đi làm bình thường. Các bạn có biết vì sao ạ? Tại vì dân số họ bắt đầu già, họ bắt đầu cảm thấy rằng cái việc sinh nở thật sự là không cần thiết và không có nhiều ý nghĩa với cuộc sống của họ. Rồi hạ xuống. Tiếp tục thì lưỡi câu ngồi, gặp người về trước. Và chúng ta rồi cũng sẽ đến một cái thời điểm như vậy. Theo tính toán ấy, thì tầm khoảng 10-15 năm nữa nhá, thì lượng dân số già của đất nước chúng ta sẽ nhiều lên cực kỳ nhiều. Bản thân Kim Toàn năm nay là 44 tuổi. Vậy thì 15 năm nữa thì Kim Toàn 60 tuổi và trở thành người già rồi, có đúng không? Và người già mà ở cái thời điểm này các bạn không trang bị cho mình kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe, thì chắc chắn tương lai gần 15 năm nữa, cái giá của các bạn phải trả giống như câu chuyện Kim Toàn chuẩn bị kể sau đây nhé. Kim Toàn có một anh bạn, năm nay là anh 51 tuổi. Bố của anh năm nay là 79 tuổi, bố của anh ấy nhé. Và Kim Toàn gọi là ông. Ông thì gọi ông con, ông xưng con. Ông thì hiện tại tính đến thời điểm này là hôm nay là thứ năm, hình như là ngày 18 tháng 9 thứ năm. Ông hôm qua thì mệt quá và ông cảm thấy rằng là mình chết đến chân rồi, chết đến đầu gối rồi, có nghĩa là từ ngón út đến đầu gối là chết rồi.
và ông cảm thấy rằng là mệt mỏi quá rồi, không muốn sống nữa. Tuy nhiên thì con cái động viên rằng là, động viên khéo rằng là năm nay là năm hạn của con, thì thôi ông cũng sống cố nốt năm nay. Và mọi người đưa ông lên viện thì truyền máu. Lý do là hơn một năm rồi, ông không ăn uống được cái gì cả, chỉ ăn uống những cái thứ lặt vặt, nước non linh tinh thôi. Tại vì ông bị ca vòm họng, dẫn tới là cơ khối u nó phát triển và không nuốt được thức ăn, nước uống. Không đau nhá, không đau, ông là một trường hợp rất là đặc biệt. Và cứ gầy dần, người cứ lả dần đi thôi. Thì anh xin nghỉ mấy hôm và hôm nay bắt đầu mới đi tập. Thì sau khi lên viện truyền máu về thì ông lại khỏe mạnh hơn và truyền một số loại thực phẩm ăn uống trực tiếp luôn. Về khỏe hơn thì trong cái lúc mà người nhà về thăm ấy, thì có một cô em gọi là em hàng xóm thôi, sang và chia sẻ. Thôi nhổm dậy, khoanh chân đan hai tay vào nhau, tiếp tục nâng cao vai rút dài lên. Sau đó này, túm bước cô trỏ hơi nghiêng người sang phải. Rồi, và giới thiệu một anh bạn là truyền tam thất. Kim Toàn cũng chả biết tam thất là cái gì. Có thể là những cái loại dịch nước được chiết xuất từ cây tam thất, củ tam thất. Và ông thì là quân đội, thành ra lương hưu của ông so với mặt bằng chung là khá ổn. Ông được tầm khoảng 10 triệu một tháng. 10 triệu một tháng nhá, tính đến thời điểm này là 2024. Thì ai mà trong ngành quân đội thì chắc chắn là sẽ biết được cái ngưỡng đó là ngưỡng nào đó, đúng không? Và rồi thì có bệnh thì vái tứ phương. Họ cũng chẳng biết, họ cũng cam kết rằng là 3 tháng là khỏi, 3 tháng là khỏi. Họ cam kết, họ nói cứng miệng lắm. Con cái trong nhà thì cũng không tin điều đó. Nhưng mà bán cho ông một cái niềm tin. Có nghĩa là cái bản thân người đó thì họ bán cho cái người mà sắp chết như vậy một cái niềm tin. Cái niềm tin để giúp chúng ta có cái động lực sống, có cái hy vọng sống. Thực ra lúc đó thì tiền bạc thực sự nó rất quý. Nhưng đến cái ngưỡng đó rồi thì không còn cái giá trị gì nữa cả. Quý xong không quan trọng, có đúng không? Rồi, lên. Và cái điều mà Kim Toàn muốn chia sẻ với các bạn ấy là bản thân chúng ta nếu như có cơ hội để có thể tiếp cận những cái kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động thì tội gì không học. Cùng một cái công mà các bạn làm sao nhỉ? Xem Facebook, lướt TikTok hay là ngồi chuyện trò những câu chuyện la đà gọi là chém gió, thì chúng ta có thể là đọc một cuốn sách về bệnh tiểu đường, về bệnh gút hoặc là về bệnh xương khớp. Còn trong trường hợp mà các bạn lười đấy thì các bạn có thể chủ động tập luôn kênh YouTube của Kim Toàn. Thì có hôm thì Kim Toàn có cảm xúc rất là tốt, Kim Toàn chia sẻ rất là hay. Có hôm thì Kim Toàn làm sao đau mọi người quá và cũng chẳng còn sức để mà chia sẻ nhiều nữa. Thì mỗi hôm có một trạng thái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên thì những cái chuyên môn mà Kim Toàn chia sẻ cho các bạn ấy toàn là những kiến thức mà Kim Toàn hàng ngày đang lao động và làm việc. Không chỉ các bạn tập riêng với kênh YouTube một mình Kim Toàn nhé, mà Kim Toàn có đến cũng cả ngàn video quay zoom lại các cái buổi tập khác, quay zoom lại nhé, đúng không? Chứ không chỉ riêng mỗi lớp ập đâu nhá. Bản thân Kim Toàn dạy ập, dạy cả on và làm sao dạy cả trên YouTube, có nghĩa là tương tác một chiều. Thôi lên. Rồi, hai tay nâng ngang vai, lắc lư cái lưng của chúng ta. Tổng kết lại những kiến thức trao đi của ngày hôm nay nhé. Chúng ta là một người nghèo, chắc chắn là một người nghèo rồi, ít nhất là nghèo về sức khỏe, có đúng không? Trong khi đó mình lại không đãi ngộ cái bộ xương của mình tốt. Mình cắt cái dòng tiền thức ăn cho bộ xương, cụ thể là lọ glucosamine hay canxi, để mua những cái tiêu sản, tài sản tiêu sản. Và chúng ta phải trả nợ cho những tài sản tiêu sản đó. Trong khi thì cơ thể chúng ta không được hưởng những cái điều tốt đẹp. Và chúng ta biết ơn cả vũ trụ, thì cái điều đó chỉ là cái chuyện giả dối thôi, cái ngôn từ gọi sáo rỗng và giả dối. Bản thân chúng ta mà chúng ta không yêu chúng ta đấy, mà chúng ta cũng mua những tài sản tiêu sản đó để sử dụng đấy, thì chắc chắn những con người đó là không bao giờ có kiến thức để chăm được bản thân của họ. Chứ chưa nói đến cái chuyện là có thể chăm được người khác trong gia đình nhé. Và các bạn cứ để ý ngay cái điều Kim Toàn chia sẻ là hoàn toàn có thực. Rồi đan tay vào nhau, tiếp tục lắc lư cái lưng. Ai đó mà cứ dành quá nhiều dòng tiền vào quần áo, giày dép, xe pháo, nhà cửa, họ chẳng nghĩ đến ai đâu, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ thôi. Chúng ta ở cạnh những người đó chúng ta sẽ rất mệt mỏi, tại vì họ dùng hết tất cả thời gian, sức lực của họ, trí tuệ của họ vào cái việc kiếm tiền để thỏa mãn cái nhu cầu vật chất.
còn bản thân của họ, họ còn chẳng lo. Thì lấy đâu ra mà họ mua cho chúng ta một lọ canxi, đúng không? Lấy đâu ra mà họ có kiến thức chia sẻ cho chúng ta về rằng là tập cái động tác yoga này, yoga kia là sẽ giúp làm sao bố mẹ đỡ đau mỏi xương khớp. Chờ đến khi họ thành công ấy, thì có lẽ chúng ta chết già mất rồi. Và đồng hành với những con người đó thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Thì thay vì chúng ta chờ đợi họ, chúng ta hy vọng vào họ, thì tốt nhất là chúng ta làm sao tự lo cho mình càng sớm càng tốt thôi. Rồi, nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng đấy là sự thực. Bản thân mỗi thành viên trong gia đình mà tự có thể lo được cho bản thân của mình thì cả cái gia đình đó vô cùng là mạnh mẽ. Ngoài ra thì trong trường hợp chúng ta có thể làm sao tập trung với nhau, hoặc làm sao khi các bạn cảm thấy rằng là tập cái kênh YouTube của chúng Toàn mà có tác dụng, có giá trị rồi, thì các bạn có thể làm sao động viên chồng mình tập, con mình tập, hoặc là cháu sắt mình tập, vì có giá trị mà. Và đấy cũng là một cái cơ hội để Kim Toàn chia sẻ những cái nền tảng kiến thức của Kim Toàn tới những người không có nhiều cơ hội tiếp cận những loại kiến thức đặc biệt như thế này. Và một lần nữa, Kim Toàn rất mong các bạn có thể kết nối với Kim Toàn thông qua cái việc là comment, hoặc chia sẻ, hoặc đơn giản chỉ là một cái câu từ gì đó cảm ơn về cái hành động mà Kim Toàn đang làm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần tiếp theo cùng với Kim Toàn.